Bị ở trong quần bị bí không? Vô mẹ rửa đất thay đồ đi chơi. Đi ăn sáng. Đi anh Quang, chị Hân, chị Hương, anh Dĩ, chị Bé, chú Mỹ, anh Linh, cậu Linh. Đi con, vô mẹ. Mẹ rửa đất, cởi quần ra cho vô mẹ. Cái gì vậy? Cởi quần ra cho mẹ rửa đất nè. Đó. Ôi trời, mới ngủ dậy nè. Đi ngủ ngon không? Ngon không? Ngon hả? Đó, thấy không? Hồi tối nhờ uống miếng thuốc ho hết ho không? Ngủ ngon không? Không thôi là ho suốt đêm. Ngủ không được á. Biết chưa?